Theo báo Tiền Phong đưa tin, trong khi bão Chami đang trút xuống lượng mưa kỷ lục ở nhiều nơi tại Philippines khiến một số ngôi làng gần như là bị chìm trong nước thì ở Tây Thái Bình Dương, ngay đằng sau bão Chami, một vùng áp thấp khác đang có khả năng hình thành bão. Khoảng 356 khu làng ở vùng Bicol Philippines chìm trong nước lụt do bão Chami, tên tiếng Việt là bão Chami hoặc ở Philippines gọi là bão Christine, một số nơi đã phải chịu lượng mưa kỷ lục. Ở thành phố Daet, tỉnh Camarines Norte và nhiều nơi khác đã ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ cao nhất kể từ những năm 1920 theo cơ quan khí tượng Philippines Pagasa. Nhà chức trách ở Philippines cho biết đã có ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải đi sơ tán theo AP. Mà đâu chỉ có mưa lớn biến đường phố thành sông và nhấn chìm những ngôi nhà, ít nhất ba khu làng ở tỉnh An Bay đã bị chôn vùi một phần dưới những mảnh vụn từ núi lửa Mayon vì mưa lớn do bão Chami khiến nước lũ tràn tới, mang theo những mảnh vụn núi lửa đó, theo trang Inquirer. Theo dự báo, trong hôm nay, bão Chami sẽ băng qua Philippines và đến tối hoặc đêm nay hoặc rạng sáng mai, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 theo cách gọi của nước ta. Trong khi bão Chami còn đang gây rất nhiều khó khăn và thiệt hại ở Philippines thì PAGASA cho biết một vùng áp thấp ở tây Thái Bình Dương đằng sau bão Chami đã hình thành và có khả năng cao sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong vòng 24 giờ tới, chưa thể biết đường đi sẽ ra sao theo trang Pensa. Philippines là đất nước hay phải chịu bão mạnh. Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới, đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng và mất tích, san phẳng nhiều ngôi làng ở Philippines, thiệt hại vô cùng lớn. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, trường học và cơ quan công vụ trên toàn bộ đảo chính Luzon, nơi cơn bão đổ bộ, đã được lệnh đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp để ứng phó với thảm họa. Tôn bão đã đổ bộ vào tỉnh Isabella vào dạng sáng ngày 24 tháng 10 và quét qua thị trấn Aguinaldo ở tỉnh miền núi Ifugao với sức gió duy trì lên tới 95 km/h và giật tới 160 km/h. Các chuyên gia dự báo bão Chami đang di chuyển theo hướng tây và sẽ tiến vào biển Đông vào cuối ngày 24 tháng 10. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng, chủ yếu là do đối nước ở khu vực Bicol bị ảnh hưởng nặng nề và tỉnh Quezon ở gần đó. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng dự báo sẽ gia tăng khi các thị trấn và làng mạc bị cô lập do lũ lụt và đường xá bị phong tỏa do lở đất và cây đổ. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hàng nghìn dân làng bị mắc kẹt trong nước lũ ở Bicol. Khoảng 1.500 cảnh sát đã được triển khai để tham gia ứng phó, giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, thời tiết rông bão đang cản trở các nỗ lực cứu trợ. Ở thành phố Naga, lũ quét đã cuốn trôi và nhấn chìm nhiều ô tô. Trong khi đó, ở tỉnh An Bay lân cận, lũ bùn từ Mayon, một trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Philippines, cũng nhấn chìm một số xe cộ. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Philippines cho biết hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng do cơn bão, trong đó có 75.400 dân làng phải di rời đến nơi trú ẩn an toàn. Mỗi năm, thường có khoảng 20 cơn bão lớn và bão nhiệt đới tấn công Philippines hoặc vùng biển xung quanh, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, cũng như khiến hàng chục người thiệt mạng. Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới, đã đổ bộ vào Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, san phẳng toàn bộ các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền vào đất liền, Báo Lao động đưa tin, theo dự báo bão của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, bão Chami di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 tới 20 km/h trên, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 6. Sức gió mạnh nhất của bão cấp 9, giật cấp 11, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3 tin bão mới nhất của cục quản lý thiên văn địa vật lý và khí quyển Philippines gọi tắt là Pagasa cho hay vào hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10 vị trí tâm bão Christine, tên địa phương của bão Chammy ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc 123,6 độ kinh đông cách Casiguran Aurora 155 km về phía đông sức gió mạnh nhất gần tâm bão 85 km/h giật lên đến 105 km/h và áp suất trung tâm 985 hpa Báo chí Philippines đã đưa tin về những thiệt hại tồi tệ mà bão Christine gây ra ở nhiều khu vực. Tờ Rappler cho hay lực lượng cứu hộ ở Bicol đã phải căng mình chiến đấu với hậu quả của bão Chả My trong hơn 24 giờ qua. Sự kiệt sức và quy mô tàn phá khủng khiếp của cơn bão khiến họ phải vật lộn với những lựa chọn khó khăn. Tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát với những cư dân bị mắc kẹt trên khắp Bicol, Hội đồng Quản lý và Giảm Thiểu Rủi ro Thảm họa khu vực, gọi tắt là ERDRMC, cho biết nhóm của họ không còn có thể xử lý được lượng yêu cầu cứu hộ tăng đột biến. Cảnh sát cho hay, tính đến 6 giờ ngày 23 tháng 10 ở Bicol đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 6 người bị thương. Ở Palanas, Masbate, ít nhất 1 người chết, 7 người mất tích. Kỹ sư Dan Bac Lao, người đứng đầu văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp và an toàn công cộng An Bay, gọi tắt là APSEMO, cho biết hơn 17.000 cá nhân và 5.900 gia đình đã được sơ tán đến nơi trú ẩn. Hầu hết tất cả các thành phố và đô thị ở An Bay đều bị lũ lụt. Chúng tôi ưu tiên các khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất, Bac Lao cho biết. Văn phòng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Thành phố, gọi tắt là MDRRMO của Liban đã đình chỉ các hoạt động cứu hộ vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 10 do tình trạng ngập lụt và thời tiết có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho những người cứu hộ. Liban dự kiến sẽ hứng chịu lũ lụt dữ dội hơn trong những giờ tới vì thị trấn này vẫn là lưu vực thoát nước cho các khu vực khác ở An Bay, ngoài Liban, thành phố Legapi. Daraka và Kamalik cũng đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Người dân kêu cứu vì nước lũ dâng nhanh, lũ lụt sâu tới 1,8 mét đã gây ra sự hoảng loạn trong cư dân. Trong khi đó, ở Ligao và Guinobatan đã xảy ra lở đất. Hai người được xác nhận đã chết, một người vẫn mất tích và hai người được giải cứu sau 6 giờ tìm kiếm. Cơn bão Chami gợi ám ảnh về bão Yagi, cơn bão quét qua Philippines vào đầu tháng 9, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 15 người bị thương, 21 người khác mất tích, 1,7 triệu người bị ảnh hưởng. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng là khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Bão Yagi hay bão số 3 cũng đã tàn phá nặng nề nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua khiến 329 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới khoảng 40.000 tỷ đồng. Sau khi vào biển Đông, Bão Chami, tên tiếng Việt là Bão Chami, có đường đi rất phức tạp, đến mức các mô hình dự báo tới giờ vẫn chưa đi đến thống nhất là Bão Chami có vào nước ta hay không. Thậm chí nhiều mô hình đang cho rằng bão sẽ đến sát bờ biển phía đông nước ta, tức là đoạn bờ biển ở miền Trung rồi đứng yên tại chỗ. Cụ thể là có những khả năng nào? Có lẽ Bão Chami, tên tiếng Việt là Bão Chami và nước ta sẽ gọi là bão số 6 khi nó đi vào Biển Đông, là cơn bão mà các mô hình của các cơ quan khí tượng lớn khó tìm được điểm chung nhất trong mùa bão năm nay, hay nói cách khác, Chami đang là cơn bão thuộc loại khó dự báo nhất. Kể từ khi bão Chami hình thành đến hôm nay, ngày 23 tháng 10, một số mô hình nổi tiếng nhất bao gồm của Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTWC của Mỹ, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, cơ quan khí tượng Philippines Pagasa vẫn chỉ đưa ra đường đi dự báo của bão cho tới khi nó đến gần bờ biển miền trung nước ta vào khoảng ngày 27 tháng 10 hoặc ngày 28 tháng 10. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta cũng tương tự. Đường đi dự báo của bão Chami dừng lại ở đêm này không có dự báo bão đầu bộ hay suy yếu hay là tan như với dự báo của các cơn bão khác mà không thể có chuyện một cơn bão đi đến đây bỗng nhiên lập tức biến mất. Có thể là các dự báo thể hiện như trên do mức độ chưa chắc chắn về cơn bão này rất cao bởi nó chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm gió khi đến gần bờ biển nước ta. Theo thông tin của Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp CTVKC của Mỹ, các mô hình có sự khác biệt đáng kể. Nhiều mô hình chỉ có một điều khá lạ là bão Chami sẽ đứng yên ở vùng biển phía đông nước ta trong khi vẫn duy trì cường độ của một cơn bão, chỉ có duy nhất mô hình GFS là hệ thống dự báo toàn cầu của Mỹ là cho rằng bão sẽ tan dần khi đi vào miền Trung nước ta. Tuy nhiên, mô hình của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh gọi tắt là UKM và của Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu gọi tắt là ECMWF lại nhận định bão Chami khi đến sát bờ biển miền Trung nước ta sẽ đổi hướng vòng ngược ra biển rồi đi lòng vòng trên biển và có thể sẽ vòng lại nước ta lần nữa cường độ chưa biết thay đổi như thế nào dù sao, việc một cơn bão không đổ bộ mà đứng yên ở gần bờ biển hoặc là đi lòng vòng ở vùng biển gần nước ta cũng rất là đáng chú ý. Vì bão mà đứng yên thì nó càng có nhiều thời gian để chút mưa xuống. Vì vậy, từ khoảng ngày 26 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10, ở nhiều tỉnh thành miền Trung sẽ có thể có một đợt mưa lớn kéo dài vài ngày. Tùy diễn biến của bão nên người dân cần lưu ý, thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10, cơn bão Chami, tên tiếng Việt là bão Chami, có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 123,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km h giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km h Cảnh báo diễn biến bão từ 72 giờ tới 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng nam tây nam và di chuyển chậm lại. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ gần sáng ngày 24 tháng 10 tăng lên cấp 8, 62-74 km h vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75-102 tới 102 km h giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0 m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23 tháng 10, bão Chami có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 123,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó có khả năng đổi hướng tây tây nam với tốc độ 15 tới 20 km/h đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 119,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong vòng 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 tới 15 km/h. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 117,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 12. Dự báo trong vòng 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 tới 20 km/h. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam và di chuyển chậm lại. Về tác động của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ gần sáng ngày 24 tháng 10, gió mạnh tăng lên cấp 8, từ 62 tới 74 km h Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, từ 75 tới 102 km h giật cấp 12. Sóng biển cao 3 tới 5 m vùng gần tâm bão 5 tới 7 m biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn.